tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tuyển tập truyện ngắn Vũ Trọng Phụng, sáng tác năm 1939, người đọc Thái Hoàng Phi. Chuyện thứ nhất, ăn mừng. Bữa nay cụ Phán Uyên đã được hiểu rõ cái gì là vinh quang, những đồ mừng quý giá, những tấm câu đối đỏ treo la liệt khắp tường đã đủ an ủi về số tiền bỏ ra. Cái cảnh ăn uống ầm ầm hai hôm nay không khiến cụ sốt ruột nữa. Đọc những chữ chúc mừng rất văn chương bằng dạ đen trên nền đỏ, cụ mới khám phá ra rằng, chao ôi, thì ra mình xưa nay vẫn có nhiều đức tính mà chính mình không biết, để mà sướng như một kẻ chết được lắm câu đối khóc, có thể thỏa được cái vong hồn. Thật là linh đình và vui vẻ, thật là vinh dự cho tổ tiên. Trong hai ngày ăn uống thì hôm qua để cho họ hàng và con cháu trong nhà, chính hôm nay mới là để mời khách ở tỉnh. Đây, bàn các đồng sự của cụ phần nhiều là nhà nho, số đông đã có nhiều phẩm hàm huy chương, tô điểm cho dăm đám người ấy có một quan bố và một quan phủ. Họ bên nhà vợ của cụ và đã làm cho cụ tăng thêm sĩ diện. Kia là bàn của các ông tai to mặt nhớn thuộc Tân Học, bạn hữu của anh Tham, nghĩa là vào hàng con cháu cụ mà thôi. Ở vào buồng xếp bên cạnh thì các cô đốc, cô giáo, bạn hữu của con gái cụ vậy. Ai cũng về dự tiệc vui vẻ và đông đủ, thì phải biết cái cách xử thế xưa nay cụ là tròn trĩnh thế nào. Một khi cụ đã về làng thì cũng phải thế nào cho đẹp mặt với người làng. Khách tỉnh về tới tấp hết lượt này đến lượt khác, phần nhiều bằng xe nhà, và có cả hai chiếc xe hơi đổ ngoài cửa đình nữa. Nghĩ như thế cụ lại kiêu ngạo như một đứa bé con. Chúng mày đâu cả rồi? Rõ thế đấy, ngần ấy con người để sai bảo mà gọi lấy thêm có một ít dấm nữa cũng không đứa nào đi lấy được đấy. Lời gắt của cụ lẫn lộn mất vào tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát, tiếng phách. Cụ nhìn trước nhìn sau, lắc đầu thở dài. Vì có ba tên người nhà thì hai đứa đương bưng những bát cổ mới hâm cho những bàn ở xa, còn một đứa thì đương chới với buộc bánh pháo dài vào ống máng. Cụ toan tiến bước xuống bếp thì chợt một bàn tay nắm cụ lại trước một câu nói sốt sắng thế này: Cụ ơi, cụ hãy vào đây với con. Đó là một khách trẻ tuổi mà cụ không nhớ rõ tên, âu phục chải chuốt khiến cụ kính nể lắm. Con tấp tỉnh cũng làm được một bài hát để mừng cụ, chẳng biết hay dở như thế nào, xong cũng xin mạn phép các quan khách đây một phen. Người ấy mời cụ ngồi xuống ghế, đưa ra một bài thơ bằng mực đen giấy trắng, lại nhét luôn cả cái dù trống vào tay cụ nữa, nói tiếp: Bài hát mừng cụ thì xin cụ thưởng thức mấy tiếng trống cho chúng con cùng nghe. Thẹn quýnh cả người, cụ Phán Uyên đẩy cái trống ra ấp úng: Vâng, chương của ông thì xin để phần ông, vì thật tình tôi cũng không biết đánh trống cô đầu. Rồi cụ dương một kỉnh lên đọc bài hát nói ấy, xong mỗi câu lại thấy mặt cụ vui tươi thêm lên. Sau cùng cũng không biết bình phẩm dài lời, cụ chỉ đưa trả tác giả bài hát với cái dù trống và từ chối: Hay lắm, nhưng mà tiếc rằng tôi không biết đánh trống, để xin ông cho nghe. Vâng, hay lắm. Khi đưa cho đào nương mảnh giấy, cụ rất hổ thẹn, thấy rằng mình quê mùa một cách đáng giận. Và thú ả đào quả thật là một thứ văn chương tao nhã thật, chứ không phải chỉ là những trò bậy bạ như người ta vẫn nói xưa nay. Cố nhiên tác giả những câu hát nói kia nhất quyết chối từ. Cuối cùng danh dự thưởng văn về tay người cao chức nhất bàn tiệc là quan bố chánh, ông anh họ nhà vợ của cụ chủ. Quan bố gọi cụ Phán đến ngồi bên mình, rót một cốc rượu nhỏ để trước mặt cụ, giao hẹn bằng một thứ tiếng đồng sang sảng, nghiêm nghị và đáng sợ như những lệnh ban ra giữa công đường: Đây, cứ mỗi tiếng chát thì ông lại cạn một cốc rượu, vì mỗi tiếng chát của tôi không những là thưởng một câu văn mà thôi, nhưng còn đồng ý với tác giả để ca tụng cái cảnh phú quý an nhàn của ông nữa. Mọi người vỗ tay, rồi có đến hàng mấy chục người nữa vỗ tay theo. Bên buồng xếp ở tận trong kia
đám phụ nữ cũng bỏ đũa bát để đứng thấp thoáng trong mành nhìn ra, chú ý đến cái đại sự ấy. Nó làm tăng phần trang trọng cho cuộc vui. Tuy vậy trước vẫn tẻ ngắt. Cụ Phán Nguyên xoa tay xin lỗi một cách hiền lành đáng tức cười. Bẩm mỗi tiên chát lại một cốc rượu thì có lẽ cũng nhiều quá, vậy xin cho xong bài thì hãy cho một cốc. Tuy có một vài cụ phản đối lại cụ Phán để về bè với quan bố, nhưng sau cùng các quý khách cũng biết nể cái sức khỏe của mái tóc hoa râm. Rồi thì cô Đào e hèm dọn giọng, rồi bắt kép vặn lại dây đàn, rồi quan bố tôm 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 cho khách ngừng đũa lắng tai nghe để trở nên một cử tọa nghiêm chỉnh. Cành mai hạt đậu thêm xanh, 40 năm nữa Khang Ninh còn dài. Ngày xuân cảnh thế tươi cười, đào nguyên há để riêng người ngày xưa. Gia nhân chinh cát, trên tiệc đào kẻ trước dắt người sau. Cuộc trăm năm trời có hẹn ai đâu, con hạt trắng bấy lâu về bến nhuệ. Mai cốt cách, mai già, mai vẫn thế. Đào nhẫn nhơ, đào thắm vẽ thêm xuân. Lắng tai nghe tiếng chúc lẫn cung đàn, cất chén cúc mừng người trên thọ tịch. Khách bạch ốc nào ai tiên trích, xin giang tay giật phịch quả đào tiên. Cõi trần cũng có đào nguyên. Quan bố ngất ngưỡng đánh luôn tôm 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 chát tôm. Đoạn cụ gật cù nói rõ to: Hay thật đấy chứ, văn chương như thế mới gọi là tân thời. Xin giang tay giật phịch quả đào tiên, thế có lẳng lơ không? Chuyến này thì cụ Phán nhà tôi sẽ vì câu thơ ấy mà cãi lá hoàng đồng. Quan bố ngừng một lát, trông trước nhìn sau, rồi vẫy tay gọi một cô trong bốn cô đào rượu mãi tiếp cho các quan khách gần đấy. Này cô kia, cô áo đỏ kia, lại đây đỡ hộ chén rượu cho chủ nhân cạn hộ đi. Khi cô đào trẻ tuổi đến đứng bên cụ Phán, bẽn lẽn nâng cốc rượu thì nhanh như cắt. Quan bố đã nắm lấy một bên cánh tay cụ Phán mà quệt một cái vào ngực cô ả, để rồi cười nức nở cắt nghĩa: Này thì đây, xin giang tay giật phịch quả đào tiên, các ngài đã thấy chưa? Lúc ấy cụ Phán Nguyên đương mãi hớp chén rượu, cho nên khi cụ vội lôi được cái tay ra, cái cử chỉ bó buộc kia cũng đã xong hoàn toàn. Cụ thẹn đỏ cả mặt, sung sướng đến ứa nước mắt, vì lúc ấy cử tọa khen cụ sốt sắng như khi họ đi xem đá bóng mà gặp lúc có quả vừa sút vào gôn. Cụ vội vàng đứng lên chạy, tuy không biết định chạy đi đâu, như người muốn đi trốn. Sau cùng cụ đánh trống lảng bằng cách gọi đầy tớ ra mà mắng: Lấy thêm ít dâm tây vào bàn này, sao mày đốn thế, mày để tao gào rác cả cổ. Tuy nhiên giọng gắt của cụ thật tình lúc ấy cũng không dữ tợn là mấy, vì cụ vẫn còn thấy rõ cái cảm giác dịu dàng về một bên ngực cô đào trẻ. Nó chưa tiêu tan hẳn mà lại như còn động quyện lại ở cả năm đầu ngón tay già nua đã mấy chục năm rồi, chẳng còn biết gì là mùi xuân. Chợt thấy quan phủ gọi cụ rồi nói một hồi dài: Này chủ nhân ơi, nhà nho là thâm lắm đấy nha. Thôi xin các ngài cũng đừng ai nỡ ép duyên ông anh tôi nữa. Ông anh tôi đã trình bày cái cảnh ngộ éo le khó xử của ông anh tôi ra với thiên hạ rồi. Đây các cụ xem, quan bố tôi vừa mới ép duyên xong thì ông anh tôi tức khắc gọi người nhà lấy thêm giấm. Chao ôi, thế thì ông anh tôi đã đủ thâm trầm hay chưa? Vì rằng trong kiều có câu: Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. Rất nhiều người lại vỗ tay rang, cười to đến vỡ nhà vỡ cửa. Một cụ bảo cô đào non áo đỏ: Này em ơi, thôi thế thì em cứ cam chịu ở trầm luân khổ hải thôi, chứ người quân tử chẳng vớt em đâu. Một người trẻ tuổi đứng lên nói: Thưa các cụ, trăm điều chẳng qua chỉ tại tác giả cái bài hát nói ấy. Ông khách ông phục trẻ tuổi từ nãy giờ ngồi im lặng, vừa thẹn vừa kiêu ngạo về cái bài văn của mình, đương lắng tai nghe xem có ai thì thào chỉ trích gì không. Bây giờ đành phải đứng lên đón đỡ: Bẩm các cụ, chúng tôi không ngờ rằng cụ bố tôi đây ngài lại hiểu bài văn ấy một cách kỹ đến thế, để mà đem lý thuyết thực hành ngay như thế. Quan bố cười khà khà, lên râu bảo thiếu niên: Thế thì đội ta tri kỹ lắm chứ còn gì nữa. À quên, xin các cụ thưởng một cốc cho tác giả bài văn hữu tình.
chị áo đỏ đâu? Chị lại mời ông ấy cho tôi một cốc nữa. Lại vỗ tay. Nhưng chợt một ông khác cũng trẻ tuổi, mặt đỏ nhất tất cả, đứng lên trịnh trọng nói: Bẩm trên các cụ, dưới các ông. Mọi người giật mình lắng tai nghe, biết là sắp có chuyện. Ông kia tiếp: Quan bố danh thưởng tác giả bài hát nói ấy cốc rượu là vì nó có tính cách hữu tình. Tôi cũng xin quan nghênh. Nhưng mà xong rồi thì tôi xin các cụ và các ông cho tôi phạt nhà thi sĩ ấy 3 chén, vì đó là một nhà thi sĩ tham lam. Vì sao? Vì cụ phán nhà tôi đây bữa nay chỉ có khánh thành nhà mới thôi, vậy mà bài hát mừng có câu mừng cách tiệc thượng thọ nữa. Thì cái lối tiện dịp như thế là có hại cho tôi. Vì sang năm đúng 60 mà cụ phán tôi không khao thượng thọ nữa thì là lỗi ở nhà thi sĩ ấy, vậy thì phải phạt. Tác giả bài hát nhìn quanh một lượt, thấy trong dăm chục quan khách có một số đông gật gù biểu đồng tình với ông phản đối kia, thì rất lấy làm lo, bèn cãi: Tôi xin uống 3 chén rượu ông phạt, nhưng nếu sang năm cụ phán tôi lại khao thượng thọ nữa thì ông sẽ đáp tôi ra sao? Và có lẽ ông chưa nghe kỹ bài hát. Ông kia gân cổ lên hùng hồn chẳng kém: Tôi cho ông phạt trước tôi 3 chén nữa, sau khi ông uống 3 chén mà các cụ phạt ông. Nhiều người lên tiếng xôn xao, không chịu nhận trách nhiệm về 3 chén rượu phạt ấy. Ông kia lại nói: Sao tôi lại chưa nghe kỹ? Ông chả có câu cất chén chúc mừng người trên thọ tịch là gì? Vậy ông đọc thử tất cả câu đối đây xem coi có ai mừng thọ tịch không. Có một người cãi hộ: Nhưng mà thọ tịch ở đây là ý phụ không phải ý chính. Tham Châu vỗ vai ông kia khẽ gắt: Thôi đi, tôi van ông nữa, ông đừng gây sự thế. Ông say lắm rồi, và ông uống ít chứ. Thưa chú, tôi chưa say. Và trước mặt công chúng thế này, xin chú đừng mắng tôi. Chú còn là đàn em, biết chưa? Ông ấy vừa nói được có thế thì đã đưa tay lên giữ cổ khòm lưng xuống, rồi nôn ồng ọc ngay ra đấy như một cái ốc máng. Thiên hạ ghê tởm quay nhìn đi chỗ khác, và nhà thi sĩ thì khẽ so vai một cái hả hê. Đầy tớ mau quét dọn, trong khi Thăm Châu nhăn nhó ôm sóc ông quý khách ấy vào bàn đèn thuốc phiện. Các ông mau tìm cho ông ấy một điếu cho giả rượu, rõ khổ quá, cứ uống như một cái phễu. Tao đàn, số đặc biệt về Vũ Trọng Phụng, tháng 12 năm 1939. Hết chuyện. Chuyện thứ hai, bà lão lòa. 76 tuổi đầu, mỗi bữa thất thiểu ăn một lưng cơm, bà lão lòa ở nhờ một đứa cháu họ, thật đã lắm phen cực nhục. Cháu bà một bác đánh dậm, với vợ một chị mò cua bắt ốc. Khốn thay dưới nách hai đứa con mọn cũng đã lắm phen nhăn nhó vì chẳng đủ ăn. 20 năm về trước, bà lão lòa này còn là người có của trong làng. Con trai bà nó chơi, nó phá, nó bán ruộng cầm nhà, rồi nó bỏ bà nó đi, chẳng biết đi đâu. Lòng mẹ đối với con tuy có giận mà vẫn có thương. Bà khóc lóc một mình đến nỗi lòa cả mắt. Trong thời bà còn giàu có, ngoài những bị cúng tiền tô tượng, đúc chuông, bà còn năng giúp đỡ kẻ nghèo khó. Trong họ ngoài làng, nhiều người đã được nhờ bà mà đến khi gặp bà bước khốn cùng thì chẳng ai thương cả. Cũng vì xưa kia đã nhiều phen ngửa tay nhận lấy đồng tiền cứu giúp của bà, bác đánh dậm đành cắn răng, vuốt bụng, nhắm mắt nuôi cô trong lúc hoạn nạn. Nhưng vốn bị ma nghèo ám ảnh, mới nuôi cô được độ 3 năm, bác đánh dậm đã thấy nản lòng. Cái cảnh túng bấn nó thường đẩy người ta vào chốn bùn nhơ, nó thường buộc người ta vào vòng tội lỗi. Đối với bác đánh dậm, ác hơn, nó làm bác quên bỏ cả lương tâm, quên hẳn cái ơn ngày trước. Bác ta chỉ còn biết xót ruột khi bà lão lòa lò rò ngồi vào mâm cơm cướp cơm của vợ của con nhà bác. Buổi chiều hôm ấy, trước túp lều tranh siêu vẹo như chỉ còn chờ một trận gió to là đổ sụp xuống, cái sân đầy những bã mía lá khô, một mâm cơm bát đàn đũa mộc, trong để đĩa cá rô kho chuối với đĩa cà đen xịt đen xì. Cầm trên tay mấy bát cơm ngô vàng ói, bà lão lòa, bác gái và hai đứa bé chỉ còn chờ bác trai rửa mặt rửa chân tay, ngồi vào là cùng cầm đũa.
đàn ruồi vù vù bay lung tung như đánh trận, hết bâu đầy vào mấy nốt mụn chốc trên đầu thằng cu con, lại bay xuống đặt mình vào đĩa cá. Bác trai người mảnh khảnh, đen như củ súng, trán răng, má hốp, mắt kèm nhèm, mặc cái áo vải vá đã đến 5-10 miếng mụn, đóng khố, vừa ngồi xổm xuống đất cầm lấy bát cơm. Vợ đã vội hỏi: "Bố nó hôm nay kiếm được bao nhiêu tất cả?" "Ấy, tôi chỉ được có 4 sóc cua 2 xu với một mẹt tôm riêu 5 xu là 7 đấy thôi. Gạo ăn bữa mai hết rồi." "Hôm nay được thêm mẻ lương thì ác quá, gặp đứa nào cũng trả rẻ, lang thang khắp chỗ, mãi đến chiều chẳng thấy ma nào hỏi lại, phải bán tống bán tháo đi. Cả ếch cả cá cũng chỉ được ngót 2 hào." Vợ nhìn chồng thở dài, rồi lại nhìn đến niêu cơm. Thằng cu lớn xới một bát nhường cho em, còn mình thì cầm cái đũa cả gấp những hộp còn dính lại. Bà lão lòa ăn hết một lưng, tay lẫy bẫy chìa bát ra toan xin ít nữa. Chưa kịp nói, bác gái đã quát: "Hết rồi, còn đâu nữa mà chìa mãi bát ra. Đến tôi đây quần quật suốt ngày, đã ốm cả xác mà cũng chỉ được có 3 lưng thôi đấy. Bà không phải làm gì, ngồi nhà ăn ít cũng được." Bà lão giật mình đớ người ra một lúc, rồi đứng lên đi vào trong nhà, ngồi xuống bầu cửa, lấy cái tăm gài trên mái tóc xuống xỉa răng. Mặt trời sắp lặn, còn xuyên qua lũy tre xanh tàu lá chuối mà rọi ánh sáng đỏ đỏ vào gian nhà. Dưới những đám mây thiên hình vạn trạng màu cá vàng, chăn dọc chăn ngang phủ kín một bầu trời, một đàn xếu xếp hàng chữ nhân bay từ bắc vào nam, vươn cổ kêu quang quát. Trên mấy ngọn tre gió thổi ngã nghiêng, dăm ba con chèo bẻo tung tăng truyền cành này sang cành khác, còn đua nhau hót như muốn cất giọng chào mặt trời trước khi vào tổ. Bà lão lòa ngồi trầm ngâm chống tay lên trán. Nhân hôm ấy chiều trời êm ả, gió thổi hay hay, chim kêu xào xạc, mà một mảnh đời dĩ vãng như một luồng chớp nhoáng trong trí bà lại thấy hiện ra. Ngoài cổng, một ông lão ăn mày lụ khụ đến ăn xin. Con vện con vàng đang nằm trong sân bỗng nhảy sổ ra cắn xa xả. Tiếng một bà ngồi trên sập cụ bên trong quát thằng nhỏ ra mắng chó, dắt ông lão ăn mày vào thết một lưng cơm. Bác Nhiêu Bình vừa bị nạn hỏa rủi đau vợ lại hậu sản mà chết. Trong gian nhà lụp xụp, thằng cu lớn cái đĩ con ngồi mã la mã lệnh với thằng cu mới đẻ, cuộn tròn trong cái tả nâu nằm ngay cùng giường cái xác mẹ nó. Tiếng ba đứa trẻ khóc như rị. Cả đêm hôm trước bố chúng nó ôm đầu mà khóc, sáng hôm sau mới bảnh mắt đã thấy đội nón ra đi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà chưa thấy về. Bụng chúng nó đói cào như muối xác. Bỗng thấy ai nói văng vẳng như tiếng bác Nhiêu, thằng cu lớn quệt nước mắt lủi thủi bước ra. Quái thai, một bà khách lạ nào miệng bẩm bẩm nhai trầu, vái sồi, áo lụa xệ nệ trên đôi dép gia công, bước vào nhà ôm lấy thằng cu con mà kêu: "Tội nghiệp." Rồi thấy bà khách cởi hầu bao lấy ra một cuộn giấy bạc, bác Nhiêu đưa hai tay nhận lấy, dòng dòng nước mắt tạ ơn. Giữa chợ gần chỗ hàng gà hàng cá, mùi hôi tanh xông lên nhức đầu. Một đám đông xúm quanh một người đàn bà ăn mặc rách rưới, tay ôm đứa bé chừng 4-5 tháng. "Thưa bà, cháu chỉ lấy có 5 đồng thôi đấy ạ." "Thôi, trả của đâu mà trả đến 5 đồng. Trông gầy thế kia, biết rồi có sống được không? 3 đồng đây, bằng lòng đi." Người nọ xô người kia, chen nhau len vào. Có người đứng ngoài không hiểu chuyện, tưởng họ mặc cả gà. Khi kiển chân ngẩng cổ nhìn vào mới rõ, giọng nói phều phào một bà cụ già lụ khù: "Rõ, tội nghiệp chưa? Tôi mà có 5 đồng thì tôi trả ngay." Bỗng có một bà ăn mặc lụa là, người trong phúc hậu, len lỏi vào cất tiếng giọng dạc hỏi: "Này, nhà bác kia, làm gì mà đến nỗi phải bán con đi thế?" "Thưa bà, nhà con phải bệnh, liệt giường liệt chiếu đã hơn nửa tháng nay, không có tiền thuốc thang gì thì chết mất. Con phải bán cháu đi để cứu lấy nhà con. Mất đứa này còn mong đẻ đứa khác, chứ để chồng chết rồi thì tất chết cả mẹ cả con cháu." Nước mắt chảy xuống ròng ròng, nỗi thương đưa lên nghẹn cổ. Người đàn bà không nói được nữa, gục đầu xuống mặt con mà khóc nức nở: "Này, cứ ẩm cháu về, đừng có bán nó đi mà phải tội đấy. 5 đồng đây tôi xin giúp,
hãy cầm về mà liệu thuốc men cho bác trai. Người kia ngạc nhiên ngơ ngác nhìn lên, mãi chưa dám tin là thật, bàng hoàng như đang lúc chim bao, giơ tay ra nhận tiền rồi không biết nói thế nào với vị ân nhân của mình, phục ngay xuống đất mà rưng rức khóc. Đám người tản mát, có kẻ thì thào: người đâu mà phúc đức tệ. Ấy đó, đổi lại bao nhiêu điều thiện xưa kia, ông trời cay nghiệt, nay đều trả bà bằng hai con mắt lòa, với một cảnh ăn gửi nằm nhờ cực kỳ khổ sở. Cho rằng kiếp xưa tiền oan nghiệp chướng chi đây, nghĩ thương mình, thương đứa con bất hiếu, thương vợ chồng con cái bác đánh dậm, bà lão lòa thổn thức. Trên hai gò má răng reo, lại thấy mấy giọt nước mắt chảy ròng ròng. Bà lão gục đầu xuống gối tỉ tê khóc không ra tiếng, chỉ thấy sụp sùi hậm hực, khiến thằng cu con lò rò bò đến với bà, không hiểu ra sao bỗng cũng khóc thét lên. Bác gái chạy vào bực mình xỉa sói: này bà đừng làm sốt ruột, bà ăn xong bà đã chẳng làm được việc gì thì cứ ngồi yên một chỗ hay ẩm cháo giúp tôi, bà đừng có sụp sùi khóc lóc, đây không ai chết mà bà phải khóc. Giọng nói dai dứt mà lanh lảnh như từng nhát búa bổ vào thanh sắt vang động bên tai. Bà lão hoảng hốt, trong hai con mắt lòa trợn trạo, cầm nước mắt cho khỏi chảy ra, trông rõ đôi tròng trắng đảo đi đảo lại. Trời làm đói kém thế này, vợ chồng chúng tôi không thể nuôi bà được nữa đâu, bà phải liệu mà giúp đỡ chúng tôi mới được. Rồi từ mai trở đi, để thằng cháu nó dắt bà ra đầu đê, bà ngã nón dưới bóng cây gạo mà ngồi, thấy tiếng người chợ búa qua lại thì bà chìa rá ra xin, nếu có được mỗi ngày một vài xu cũng là đỡ được cái mồm bà rồi đấy. Đã được nửa tháng nay, sáng nào cũng thấy thằng cu lớn dắt bà ra ngồi đầu đê, rồi chiều đến lại dắt về. Trong bọn những người chợ búa qua lại con đường cái quan, tạt vào đường đê thấy một bà lão lụ khụ hổn hển thở, ngẩng đầu chìa nón kêu vang, cũng đôi khi có người vứt cho một vài đồng kẽm. Chẳng may nếu hôm nào về tay không thì vợ bác đánh dậm, cháu bà lại nghiến răng xỉa sói thậm tệ. Hôm nay chẳng ai thí cho bà đồng nào, bà có biết thế là bà lại ăn phần cơm của thằng cu lớn đấy không? Từ mai bà liệu mà kêu to lên mới được, hay tại bà ngồi dưới bóng cây mát mà ngủ thiếp đi, bà liệu đấy. Bát cơm ngô điểm quả cà thiêu, bà lão lòa trước khi bà vào mồm đã chan đầy như canh bằng nước mắt. Một ngày kia trời tháng 3 nắng gay gắt, bà lão lòa dưới gốc cây gạo ngồi từ sáng đến quá trưa, bụng đã đói mềm mà chẳng thấy người khách đi đường nào vứt cho lấy một đồng trinh. Trên cành cây thỉnh thoảng lợp đợp rơi xuống đường đê một vài bông hoa gạo. Mỗi khi quả cái tha mồi về tổ cho con, lại đập cánh sập xè vương cổ kêu qua qua, như gợi một mối thương cho người ngồi dưới gốc. Xa xa trong cánh đồng bát ngát một màu xanh, mấy người làm ruộng nhễ nhại mồ hôi, chẳng ai bù nói chuyện với ai. Một đàn chim vành khuyên trong bụi rậm kia đang chuyền cành này sang cành khác, cũng không con nào kêu hót kiếm ăn một cách rất lặng lẽ. Phong cảnh dường như mệt mỏi, những tiếng vang động đều bị sức nóng mặt trời át mất hẳn đi. Trên con đường cái quan thỉnh thoảng thấy tiếng một cái xe hơi như một mũi tên bay vo vo chạy qua, rồi biến mất vào trong đám bụi mù xa tích. Bốn bề im lặng như tờ. Hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy bụng mà nhăn nhó, cố quật lại với cái đói nó cào xé ruột gan. Bà lão lòa thở hổn ha hổn hển. Chợt có tiếng người giẫm lạo xạo trên đống lá khô đi về phía mình, bà lão vội chìa ngay nón: lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cứu cho thân tôi lấy một miếng cơm. Tôi đây, phải ai đâu mà lại với lục, bà được đồng nào chưa thì đưa đây cho tôi. Đã được đồng nào đâu, chẳng thấy ai đi qua đây cả. Mẹ nó có dắt tôi về thì dắt, tôi đói lắm rồi. Bà đói à? Bà đói thì dễ tôi no à. Bà hãy ngồi đấy xem sao, buổi chợ chiều nay rồi họ về qua đây nhiều, chốc nữa tôi sẽ bảo thằng cu nó ra nó dắt. Rồi bác ta thoăn thoắt bước đi, cái váy cũng cỡn để lộ hai ống chân trùng trục đen thui, giỏ cua đeo sau lưng cũng theo từng nhịp bước mà lắc đi lắc lại. Về đến nhà, sung sướng thay đã thấy bác trai ngồi phì phèo thổi lửa làm cơm dưới bếp, nghĩ thầm hẳn bố nó hôm nay được mẹ phát tài. Bác ta rửa chân tay xong vào hú hí ngay với con:
Bỗng trên trời mây kéo đen nghịch tối sầm hẳn lại, rồi nổi một cơn giông. Bác đánh dậm chạy vội ra sân vơ quần áo đem vào nhà, giục thằng cu lớn mau mau chạy ra để dắt bà về kẻo mưa to gió lớn. Nghe câu ấy, bác gái ngồi ôm con một góc giường, cau mày nghĩ ngẫm. Thật vậy, ba bốn năm nay bác ta đã nhịn như nhịn cơm sống ấy rồi, quá lắm thì không chịu được. Mặc kệ bà ấy, để bà ấy chết quách đi cho rảnh mắt. Rồi hiện ra lần lượt trong trí bác những ngày trở trời trái gió, những ngày lửa hạ chang chang, ruộng khô đồng nứt, kiếm chẳng ra tiền. Hai đứa bé bò nheo bò nhóc, một niêu cơm ngô chia khắp cả nhà, bụng mẹ đã chẳng được no, còn lấy đâu ra sữa nuôi con. Mà bà lão lòa kia thì ngày kiếm được một vài xu cũng như ngày không kiếm được đồng nào. Chẳng nhịn được bao giờ, cứ đến bữa là ngồi vào mâm chìa bát ra cho thằng cu xới. Không, không, không thể thế được. Bà lão ấy chỉ là một bà cô, mà lại là cô họ một người chồng, có lẽ nào báo hại mãi nhau. Kìa, thằng cu, ta bảo thế nào, không bỏ bếp đấy mà ra dắt bà về à? Ông lại đét cho bây giờ. Bỗng bác gái đặt phịch con xuống giường, quặn mình nhăn nhó. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi, chết chữa, làm sao thế? Sao thế hả mẹ nó? Sao mà bụng tôi cứ thấy đau xoắn lại thế này? Ôi trời đất ơi, đau thế này thì đến chết mất thôi. Chết chữa, kìa thằng cu, ẵm em dỗ đi, dỗ đi cho nó nín, rồi dậy đấm cho u mày một chốc, để tao đi nướng hòn gạch mà chườm bụng vậy. Rõ khổ chữa. Bên ngoài mấy hạt mưa bắt đầu ném vào mái tranh lợp đợp, rồi trời đổ cơn xuống rào rào. Dần dần mưa càng to, gió càng mạnh. Mỗi lần một luồng gió thổi trên không nghe ào ào là một lần nước đổ như trút xuống sân. Trời tối mịt, thấy mẹ đang ngủ được yên, thằng cu bước xuống đất phong phanh trong tấm áo vải, ra tựa cửa đứng nhìn. Tiếng sấm động ù ù, mỗi khi chớp nhoáng nó lại nơm rõ thấy giữa những vũng bong bóng phập phồng, những dây nước rồng rồng từ mái tranh rõ xuống, rồi thỉnh thoảng lại đánh đoành một cái, những tiếng sét vang trời đánh nhịp, hòa theo với tiếng mưa rả rích, tiếng sấm hụt hặc, nổi sôi. Chợt nghĩ đến bà nó ở ngoài đầu đê không biết ra sao, quay lại nhìn thì bố nó vẫn lúi húi dọn cơm. Nét mặt thản nhiên như không, thằng cu phụng phịu nét mặt hỏi gắt. Kìa thầy, thế bà ở ngoài đầu đê? Nó chưa nói hết câu, bố nó như đã bị một luồng điện giật nảy người ra, mắt tròn xoe, mãi mới nói được. Chết chữa, biết làm thế nào bây giờ? U mày đau bụng kêu rối rít lên, làm tao cũng quên bẵng đi mất. Thế thì chắc bà chết rét mất rồi, còn gì nữa? Nghĩ đến cái chết của bà lão lòa ở ngoài đầu đê, tình cháu đối với cô, bác đánh dậm rùng mình rợn tóc gáy. Nhưng bác tự dối lương tâm, bác đáp lại con. Ôi dạ, chả việc gì phải sợ, dễ bà lại không biết lần mò đến một cái quán nào đấy mà ẩn hay sao. Rồi bác gọi vợ con dậy ăn cơm. Bữa ấy bác gái tuy kêu đau bụng mà cũng cố ăn được đến 4-5 lưng. Mặc dầu hai đứa bé không thấy bà nó đâu, thường nhắc đi nhắc lại. Trời vẫn mưa, lúc to lúc nhỏ, rã rít suốt đêm. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời xé những đám mây bay tan tác, chiếu xuống trông lại càng tươi đẹp hơn. Trên mặt đường đê nước đóng từng vũng, những người đàn bà gồng gánh ra chợ phải sắn váy vén quần lội bì bõm. Hễ ai hơi trượt chân muốn ngã là cả bọn lại khúc khích cười. Những đám cỏ bấy lâu phơi nắng xám ca màu, sau một trận mưa rào đã trông thấy ngay cái bẻ tốt tươi. Trên mấy cây bàng, một đàn chim sâu, con ngửa cổ uống nước, con đập cánh rủ lông, kêu hót vang tai. Vệ đường loáng thoáng cành cây rơi rải rác. Phong cảnh trông có vẻ khoan khoái. Cái khoan khoái của phong cảnh sau trận mưa rào cũng như cái khoan khoái của người sau khi tắm gội. Bác đánh dậm hôm ấy dậy rất sớm, đóng khố, cài rổ, vác vợt ra đi. Mon men ở dưới chân đê, lội lởm bởm qua mấy vũng bùn lầy xa xa. Phía dưới cây gạo, chỗ bà lão lòa vẫn ngồi, bác thấy giữa ruộng trong một đám mạ xanh tươi tốt, một đàn quạ, con bay con liện kêu xào xạc, rồi đậu xúm xích vào một chỗ. Bùn tưởng hẳn là một tổ rắn chi đây, bác ta vác ngay một vợt tre lên mặt, rồi phâm phâm chạy lại. Đàn quạ vùng bay lên rồi tản mát đi. Chao ôi, bước vừa đến nơi thì bỗng bác ta rú lên một tiếng, trợn mắt rít răng mà ngã phục xuống cạnh một cái xác. Cái xác một người đã bị quạ mổ nát nhừ, xác bà lão lòa bị gió thổi xuống ruộng đêm hôm trước. Hết chuyện.
truyện Bệnh lao chữa bằng mồm. Chữa khoáng bệnh lao 10 ngày khỏi hẳn. Cái dòng chữ đỏ trên vải trắng này trước cửa một hiệu thuốc mà các ngài đã biết, chắc hẳn cho đến chết tôi cũng không quên. Là vì nhờ đó tôi đã được đi một chầu hát che tàn 30 bạc. Tiền chi là của một thầy lang bất hủ ấy, mà người có công chơi xỏ thầy lang là bạn tôi, anh chàng Cờ. Ở trọ trên gác nhà thầy lang ấy, Cờ đã vẫn phải chịu cái khổ hình hàng ngày nghe những lời khoác lác bịp khách bệnh của thầy lang. Một hôm Cờ nói với anh em: "Tức quá, nhà nước sao lại không đánh thuế bằng cách bán vé chợ hay treo môn bài vào mồm những thằng nó phét? Bọn mình không nên bỏ qua mối lợi ấy, ít ra nó cũng phải nộp thuế cho anh em chúng mình." Chúng tôi nhất loạt vỗ tay khen. Cờ đắc chí thêm: "Hèn đến đâu nữa thì nó cũng phải nộp mình một chậu mới được." Câu nói bao hòa trong một phút hóa giải, ai dám ngờ Cờ làm thành bằng được ra sự thật mới nghe. Tối hôm ấy Cờ lại tìm anh em chúng tôi bảo: "Nào, bọn mình anh nào muốn được đi hát thì cứ việc nghe theo cẩm nang của tôi." Sau anh ta ghé tai tôi thì thào 5 phút. Nửa giờ sau, khi anh Cờ về nhà rồi, hai chúng tôi từ một chiếc xe hơi, xe taxi đấy thôi ạ, bước xuống, mạnh bạo tiến thẳng vào hiệu thuốc. Tôi trỏ anh Quyền giới thiệu với thầy lang: "Thưa ngài, vì vẫn đi lại với ông Cờ trên gác nên tôi rõ cái tài chữa bệnh của ngài. Đây xin giới thiệu với ngài ông Tế, thư ký riêng của quan chánh sở Liêm Phóng." Thầy lang vừa kịp cúi đầu bắt tay kêu hân hạnh thì Quyền đã hấp tấp: "Rõ phúc quá ngài lại có nhà, xin mời ngài ra xe hơi ngay cho." "Bẩm, để đi đâu, có việc gì?" "Cô Đầm con gái nhà quan chánh tôi mắc bệnh lao, đốc tờ Tây cũng chịu, thật là thập tử nhất sinh rồi, mời ngài đến thăm ngay." Thầy lang tái hẳn mặt, ấp úng: "Vâng vâng, xin để chúng tôi dặn một việc với người nhà đã." Thế là thầy lang chạy vội lên gác phòng anh Cờ, ngồi chờ dưới. Chúng tôi lắng nghe giọng anh Cờ với thầy lang thế này: "Thế kìa, thôi thì nhà lang gặp vận tấy rồi, mày đai kim khánh tới nơi rồi, dầu to tới nơi rồi, còn gì bằng được ông chánh mật thám gọi đến chữa cho con gái nữa. Nhưng mà đi đi thôi, nhưng mà đi ngay đi chứ còn chờ gì. Nhưng mà lại còn nhưng mà cái gì? Nhưng mà nỗi bác tha cho, chữa làm sao được mà dám đi. Ố lạ, thế cái quảng cáo to hơn cái mẹt treo ở cửa hiệu thì bác cũng thừa biết, nhà buôn phải quảng cáo, phải nói quá. Đã đành cứ đi xem sao. Chết, đi thế nào được. Ố, thế thì tù rồi, cạo đầu đến nơi rồi. Lại bác, hỏng rồi, cơm vôi sàn lim đến nơi rồi. Bác làm ơn lạy bác, ít nhất là 3 tháng rồi. Lạy bác, bác làm ơn nghĩ có cách nào không." Một lúc im lặng khá lâu, xong lại thấy tiếng anh Cờ: "Cũng không khó gì, cái bọn ấy thì cứ tiện thì êm, đành chịu thiệt vài chục vậy." Tiếng giày xuống gác loảng xoảng, thiều khóa va nhau trước cái két bạc. Rồi anh Cờ ra: "Thưa ngài, nói ngài tha thứ, quảng cáo vẫn phải thế chứ." Anh Quyền đứng phắt lên: "Ấy chết, chính thế à. Ngài về thư với quan trên là ông chủ chúng tôi đi chữa bệnh tỉnh xa, 3 hôm nữa mới về." "Ôi, ngài làm như là..." "Thôi phiền ngài, chúng tôi xin có chút vi thiền gọi là trả ngài tiền xe." Quyền còn ngần ngừ mãi mới trông trước nhìn sau, rồi bỏ túi cuốn giấy bạc. Tôi không cần thuật lại bao nhiêu cái khoản khoái lạc chúng tôi đã hưởng ở xóm Ả Đào, nhưng phải thuật lại một chuyện xảy ra ngày hôm sau tại nhà thầy lang thì các ngài mới biết thầy là bất hủ thật. Chúng tôi muốn ngắm nghía cái bộ mặt tán tài này, xem nó có những biến chứng ra sao hay không. Hôm sau, tấm vải quảng cáo bệnh lao đã không thấy treo ra nữa. Nhưng khi vào hiệu, tôi thấy mấy ông già với một người trẻ tuổi, mặt xanh nhợt, xem ý là bọn trọc phú nhà quê. Cặp kính trắng nghiêm trang trên sống mũi, cái hình thù thì lùng tịt, lắc choắc. Thầy lang đi lại trong hiệu, nện gót giày lợp cợp mà thuyết khách một cách oai hùng. Các ngài có dám đoán thầy lang ấy nói những gì? Đây: "Các cụ phải biết, số tiền ấy không to đâu, mệnh người là trọng. Người làm ra của chứ chẳng phải của làm ra người, kém 1 đồng cũng không được. Cứ xin các cụ đúng 100,
Đó là giá đặc biệt cho đồng bào An Nam ta đấy thôi. Chứ người Tây dưới 300 tôi không nhận chữa. Không tin các cụ lại hỏi ngay quan chánh mật thám mà xem. Hôm qua cho gọi tôi mà dưới 300 nên tôi không đến chữa cái bệnh lao cho con gái ngày đấy. Rõ thật khốn khổ thay cho anh Cờ, bỗng không được hưởng chầu hát 30 bạc mà vẫn chưa được hả? Chuyện này được đăng trên báo Loa số ngày 25 tháng 10 1934. Hết chuyện. Chuyện Bộ Răng Vàng. Cha vừa mất, hai quý tử nọ không lo việc tang lễ mà lại lao ngay vào cuộc chia tài sản. Thật khốn nạn, người có bất hiếu còn cậy mồm người chết để lấy răng vàng. Bằng ngòi bút hoa sắc sảo, tác giả lên án mạnh mẽ thói vô luân trong xã hội Việt Nam thuở còn bị thực dân phong kiến cai trị, và để cho người đọc hôm nay những điều cần phải suy nghĩ về đạo lý làm người. Ông cụ già ngót 80 tuổi đầu ấy đã hứa với chúng cái chết của mình 3 tháng nay rồi. Mà 3 tháng nay rồi ông cụ cứ nằm lì giữa giường để rên đấy, ăn đấy và thi hành mọi việc cần dùng ở đấy. Cụ thật là người keo kiệt, đến lúc hấp hối rồi mà vẫn còn đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, hao háo chi ly từng đồng xu nhỏ một, chẳng chịu rời chùm chìa khóa mở tủ lấy văn tự địa đồ chia của cho các con. Đến bây giờ thì ông cụ quả thật chết rồi, nhẹ nợ. Ông cụ chết rồi thì thằng cả, thằng hai với vợ chúng xúm nhau vào vồ lấy chùm chìa khóa tính việc chia gia tài. Chúng hãy để mặc cái thây ma nằm đấy. Cả hai ngày hôm ấy chúng bận bù đầu vào trăm công nghìn việc. Thằng hai nhường cho anh bộ đồ thờ với yếu thư bàn đọc, thì kỳ kèo ép anh phải bỏ tiền ra lo cho bố thết đãi hàng xã hàng tổng, thì phải lấy lại hai con lợn nái của mình. Tối hôm sau cái chết của ông cụ, họ hàng cũng không một ai được biết vì chúng tính toán chưa xong. Đến độ nửa đêm, mọi việc đã thương lượng thực với nhau đâu vào cả đấy. Lên giường nằm nghỉ, thằng cả mơ màng đến những cảnh phóng túng chơi bời, cũng như thằng hai sướng bằng mở cờ trong bụng định những việc mưu danh cầu tước, mua lấy chân một chiếc sắt trong làng. Bốn vợ chồng chúng xì xào to nhỏ với nhau, khúc khích với nhau, duy chỉ một mình ông cụ, một cái thây ma phủ dưới một cái chăn đơn, nằm đờ với ngọn đèn dầu to không bằng hạt đổ. Vì không có chút thư để lại, cái chết kia là cái chết bất thình lình. Chúng đã giấu kín ngày giờ với họ hàng làng nước thì chúng kêu gào khóc lóc làm chi. Vợ chồng thằng cả muốn như ngủ rồi, thì vợ chồng thằng hai rón rén đẩy cửa lôi nhau ra ngoài chuyện kín. Thằng hai óc lý tài sáng suốt hơn thằng cả, nhớ rõ ra rằng trong lúc sinh thời ông bố muốn thay vào hàm răng cái còn cái gãy đã lên tỉnh vào nhà trồng răng vàng. Chúng cứ xì xào cãi lẫy với nhau, con vợ nhất định giãy giụa không nghe, kêu rằng trong nhà có kẻ qua đời, người sống muốn cho kẻ chết được thiêng liêng phù hộ cho mình, thường còn lắm khi bỏ vàng vào miệng, nên khi thấy chồng bàn lấy bộ răng trong mồm bố ra để bán, nó chẳng bằng lòng. Thằng chồng phát gắt mà rằng: cái đời đàn bà chúng mày sao mà ngu thế, chết rồi thì việc cúng dỗ chẳng qua là việc dối lừa thiên hạ, bộ răng vàng ấy đem bán đi không được chục bạc hay sao? Mày không nghe ông mặc kệ mày, miễn sao mày đừng để cho vợ chồng anh cả biết, ông làm gì thì mặc xác ông. Rồi nó ngoay ngoẩy quay vào để cho vợ một mình đứng đấy. Trong nhà có người chết, ngoài sân lại thêm đơm đớm bay liệng lập lòe, cây cao cây chuối cỏ lá sột soạt vào nhau. Con vợ anh thình lình cắn bóng một cách tức bực buồn rầu, nghe sợ đến rũng người đi đường. Chị vợ bỗng giật mình hoảng sợ, hấp tấp chạy vào, những toan ngăn chồng không cho làm thế. Nhưng khi đến cửa buồng, nhìn vào thây ma trơ trơ nằm đấy thì chị ta lại sợ, không dám bước vào. Nó biết vợ nó phải lánh mặt đi rồi thì nó có việc tự do hành động. Nó nhìn sau nhìn trước, lắng tai nghe kỹ, thấy vợ chồng anh mình đã ngáy mới yên trí, rón rén đến bên giường bố chết, lật cái chăn ra, để một tay giữ trên đôi mắt người đã qua đời, còn một tay nó bóp lấy hàm, cố vành cho được. Thấy hơi răng rắn, nó liền dùng hết sức, cố vành mồm kẻ chết, móc ra được bộ răng vàng. Nhưng người sốt rét phải chậu nước lạnh dội vào mình, nó bỗng rung lên bần bật. Bộ răng vàng rơi lăn xuống đất, nó cũng không kịp nhặt, vì khi nhìn lại đôi mắt của kẻ qua đời đã bị bàn tay phủ vàng kia làm cho lật hẳn mi lên. Mà cái mồm, một cái mồm không răng trông sâu quăm quẩm mà tối ôm ôm, sau khi đã bị vành thì thôi, nhất định không thèm ngậm lại. Người chết hình như trợn mắt há mồm,
nguyên rủa thằng con bất hiếu trông đáng sợ vô cùng. Nó đứng ngay ra đấy kinh khủng mà nhìn, không chớp mắt một hồi, rồi sau khi rú lên một tiếng, bưng mặt đẩy cửa chạy đi. Nghe thấy tiếng kêu ghê gớm lạ lùng, hai vợ chồng anh đều ngồi nhổm dậy. Chúng không hiểu nguyên do sao cả, chỉ nhìn nhau một cách kinh ngạc, rồi rón rén xuống đất, bước đến cửa phòng người chết, đứng đấy nhìn vào. Cái thây ma trợn mắt há mồm như đang chửi rủa. Hai vợ chồng sợ quá đứng sát nách nhau mà run lập cập, trống ngực đánh thình lình. Giữa cái lúc bối rối tâm thần, mơ màng đến những chuyện quỷ nhập tràng của bộ liêu trai, không biết nên đứng ì ra đấy hay cuống cẳng bỏ chạy đi đâu, thì thằng anh nhìn thấy cái bộ răng vàng nằm dưới gầm giường nhờ ánh sáng đèn chiếu ra lóng lánh. Cái vị thằng em vào đây rú lên rồi ôm đầu bỏ chạy, nó hiểu ra ngay. Nhìn ra sau lưng thấy vợ chồng thằng em đã đứng tái mặt đấy rồi, thì nó lên vào đàn anh mắng trùm: "Chúng mày thật là bất hiếu." Người đàn bà kia cố cãi cho ra lẽ, kêu rằng dễ hết lời ngăn cản mà chồng chẳng chịu nghe nào. Rồi chị ta xin lỗi cho chồng, những mong được lượng ông giữ kín những chuyện nhơ nhút trong nhà, cứ việc lắp lại hàm răng vào mồm cho bố. Nhưng thằng anh lại không làm như thế. Sau khi không có còn cách nào vuốt mắt đậy mồm cho người đã mất, thì nó chỉ đành chùm chăn lên một cách gọn gàng. Rồi nó quay lại mắng đứa em dâu: "Chú thím đã định lừa tôi như thế, thì bộ răng này sau khi tôi bán được, mong rằng chú thím đừng nhớ đến chuyện chia." Sau cùng thì một cách tự nhiên, nhanh nhẹn nhất đời, nó cúi xuống nhặt bộ răng vàng bỏ túi. Hết chuyện. Chuyện bụng trẻ con. Chết, những hai hào kia. Thôi thế thì đưa đây rồi cô đi mua cho gói kẹo bạc hà, cô cháu ta cùng ăn nhé. Liên. Cháu chả. Liên, một đứa trẻ lên năm, hai má phúng phính, ai trông cũng muốn ôm, hai hàm răng hơi súng, lắc đầu một cái rồi lôi cái tà áo màu lá táo lên mồm: "Hay là cô vai rồi mai cô trả thành bốn vậy?" Liên đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn cô nghi hoặc, rồi khi nhìn thấy cô nhìn mình mà cười một cách tinh quái, liền bỏ ngay tay vào túi giữ chặt hai hào, lại ngoảy một cái: "Cháu chả." Bà cụ đầu đã bạc phơ ngồi trên ghế khuỳnh tay ngắm nghía cháu, đến bây giờ giơ tay ra gọi: "Thôi cô cứ trêu mãi thế, ra đây với bà." Tức khắc Liên lon ton chạy lại, suýt nữa văng mất cả đôi giày mang cá dài vừa bằng một ngón tay. Liên ôm lấy bà, ngửa cổ ra cười nũng nịu. Bà bế cháu lên lòng hôn hít, xoa đầu rồi hỏi: "Thế hai hào này thì con để làm gì hở Liên?" "Liên sẽ để hai hào này làm gì? Biết nói thế nào?" "Không, Liên suy nghĩ đã." Một bận không hiểu vào ngày nào, đã từ lâu Liên không còn nhớ nữa. Thằng nhỏ đi chợ về, ngoài việc bỏ ở rổ ra thịt, trứng, rau và đậu, nó lại để xuống đất một cái ống tre dài dài, xanh xanh. Liên hỏi, nó bảo đó là ống tiền. "Ống tiền?" Nghe thế Liên tưởng trong ống có tiền. Liên cầm vào tay, lắc mấy cái, không thấy gì. Liên dương tròn đôi mắt: "Chị dối, nào tiền ở đâu?" Thằng nhỏ ngửa cổ ra cười vang một gian nhà bếp rồi nói: "Chị rõ, ống tiền để mà bỏ tiền vào, chị nghe ra chưa?" Liên vẫn không tin lại hỏi: "Chị dối, thế sao mợ không phải mua ống tre? Sao mợ chỉ bỏ tiền vào hòm?" "Mợ có nhiều tiền nên không phải bỏ vào ống tre." "Nhỏ cũng có hòm, sao không bỏ vào hòm mà phải mua ống tre?" Thằng nhỏ gãi đầu không biết đáp thế nào, phải làm một câu: "Thưa chị, tôi sợ cứ ăn quà cả ngày như chị thì hết mất, nên tôi phải mua ống tre để dành." Liên quay gót ra ngẫm nghĩ: "Chị Thoa bên cạnh có một con búp bê hai hào. Ngày ngày chị Thoa ra cửa ẵm búp bê vào lòng kêu là ru em. Rồi chị Thoa được bà Tham, mợ chị Thoa, may cho búp bê một cái áo xinh xinh bằng lụa đỏ." Liên trông thấy Thoa có búp bê thèm quá, cũng muốn có, liền hỏi: "Đẹp nhỉ, mấy xu?" Thoa cong môi lên ngoảy một cái: "Mấy xu ngay, của người ta mua những hai hào." Liên về bảo mợ, mợ cười và bảo: "Cứ ngoan ngoãn đừng đòi ăn quà cả ngày, rồi mợ sẽ mua cho." Đến hôm cùng đi với mợ ra hiệu để mợ mua thuốc đánh răng với bít tất cho cậu, thấy bên trong tủ kính không biết bao nhiêu là búp bê giống Thoa, Liên trống ngực đánh thình thình. Chờ mợ mua xong mọi thứ đã sắp giật Liên ra, liền nhắc: "Mợ ơi, mợ mua cho con búp bê đi nào."
mợ quên ngay lời hẹn từ hôm nào, quắc mắt. Mua làm gì, tiền đâu để mà phí thế? Rồi mợ lôi sành sạch Liên ra. Liên ứa nước mắt, quay lại nhìn cái tủ kính lần cuối cùng, trong lòng giận mợ quá đi mất. Hôm sau Liên bảo bà: "Bà bảo thằng nhỏ mua cái ống tiền cho con." Bà cười, ôm Liên vào lòng, khen Liên ngoan, hôn hít Liên mãi. Từ hôm ấy trở đi, mỗi buổi trưa lại cho thêm Liên một trinh để dành. Một hôm hai cánh tay yếu ớt của Liên nhấc ống tiền lên đã thấy nặng. Liên nói với bà, bảo thằng nhỏ bổ ống ra. Lưỡi con dao rửa vừa phang xuống, một núi trinh đã tung tóe khắp nhà. Thằng nhỏ nhặt tiền đếm, bảo đúng là 2 hào, vì rằng có 40 đồng trinh. Bỏ vào túi nặng xệ cả một bên áo, Liên lon ton ra khoe bà. Bà đếm tiền rồi bảo để thế rách mất áo, liền đưa ra 2 đồng hào đổi cho Liên. Thế là cô chạy ra xui Liên mua kẹo. Không, Liên chả mua một lúc nhiều kẹo quá thế, ăn không hết lại để cho cô ăn dỗ mất cả ấy à. Không thấy cháu nói gì, bà cụ hỏi lại: "Thế nào, định để 2 hào này làm gì hả con?" Liên trù trừ mãi mới dám nói: "Bà bảo cậu cháu mua cho cháu con búp bê để cháu ẩm như chị Thoa bên bà Tham nhé bà nhé." Bà gật đầu: "Ừ, thế nào bà cũng bảo cậu mua cho con." Rồi bà cụ nhìn ra chỗ khác, ngẫm nghĩ. Cái mẫu tính thiên nhiên của tạo vật đã thức dậy một cách hơi sớm trong óc đứa trẻ mới lên 5 này. Không thấy bà hỏi gì nữa, Liên tụt xuống đất, ra cửa nhìn xem có chị Thoa chơi đấy không. Rồi Liên cũng có búp bê. Rồi Liên sẽ xin mợ những mụn vải đỏ, tím, vàng, xanh khói ra ở trong thúng của mợ. Rồi Liên xin mợ cho Liên cái kim sẵn chỉ, cái kéo, cắt áo mặc cho búp bê, rồi ẩm vào lòng, ru em cho mà xem. Liên chẳng còn sợ, mỗi khi chưa đậm đến Thoa, Thoa đã cong ngay môi lên, dằn lại cái búp bê Liên ẩm trong tay mà rằng: "Thôi, tao không chơi với mày nữa." Sau khi được mặc áo lam quần trắng, vào lúc chiều, đèn máy vừa mới bật, Liên được cậu dắt đi chơi phố để mua búp bê và nhân thể xem rước đèn. Liên sung sướng quá, thích quá đi mất. Lợp đợp, khua gót giày mang cá kêu vang lên, cũng như giày tay của cậu. Một tay nắm chặt 2 hào bỏ trong túi, Liên đi với cậu nghênh ngang tung tăng. Đông người quá, giá không đi với cậu chắc Liên lạc, sẽ bị chen ngã chết bẹp, nếu không có 2-3 con mẹ mìn. Tiếng guốc ngựa kêu vang lên với tiếng kèn tay trống tay. Một dãy lính cưỡi ngựa đi đầu, rồi đến những cái đèn thiềm thừ, quả dưa, mặt trăng, ông sao, rất nhiều và đẹp hơn của các đám rước sư tử. Lại có cả vô số những ông đội xếp tay, dắt xe đạp đi 2 bên lề đường. Nhanh chân, cậu đã dắt Liên đứng được ở một chỗ ngay vệ hè, không có ai đứng trước mặt cả. Đằng sau Liên, người ta xô nhau xem, tranh chỗ nhau, cãi nhau chí chóe. Trước mặt Liên không biết bao nhiêu là lính tay cưỡi lên lưng những con gì không biết, giống như ngựa nhưng tai dài và to hơn. Liên vừa thích mắt vừa sợ, mỗi khi thấy một con lăng quăng chực chờm lên hè, Liên nắm chặt lấy cậu cả 2 tay. Hết lượt những con ấy rồi, Liên buồn cười vì trong đám lính thổi kèn có một ông tây đen ngửa bụng ra đeo một cái trống to hơn cái nia ở nhà ấy. Chợt thấy như có cái gì đụng vào bụng Liên, Liên nhìn xuống thấy một cánh tay vừa ở túi áo có hào của Liên rút ra, tức thời nắm chặt lấy. Liên toan kêu to nhưng không biết nghĩ sao, chỉ quay lại nghển cổ nhìn. Người bị Liên nắm chặt lấy tay, quần áo rách, mặt trong khổ sở, cũng nhìn Liên bằng đôi mắt cũng như những mắt của bọn ăn mày vẫn chìa tay xin van mợ vậy. Nếu Liên kêu lên, người ấy không thể chạy thoát. Sau lưng anh ta còn những bức tường người, cậu của Liên ngay ấy, mấy ông đội xích tay đang đi đấy. Liên lườm mắt nhìn người ăn cắp, người ăn cắp cũng dương đôi mắt khốn khổ kêu van đối lại, làm cho Liên nghĩ đến bao nhiêu kẻ ăn mày, rồi buông tay ra. Đám rước đã đi sang phố khác, bọn người xem chạy xô nhau rào rào, rồi người ăn cắp của Liên cũng thừa cơ cắm đầu chạy. Lúc bấy giờ cậu Liên mới nhìn xuống, thấy Liên ngơ ngác nhìn theo một người, liền hỏi: "Cái gì? Hay là nó lấy mất tiền rồi phải không?" Liên gật một cái, cậu Liên hấp tấp vội hỏi: "Thế thằng nào? Mau chỉ cho tao." Liên trỏ vu vơ: "Nó chạy vào đám đông kia rồi." Cậu Liên thường người ra nhìn rồi mắng: "Đồ ngu như chó, sao không bảo tao ngay? Thôi, còn đâu là búp bê nữa, đáng kiếp. Thôi đi về." Liên cúi đầu theo cậu về, không nói gì cả. Đến nhà, cậu Liên soi lên sùng sục, mách với bà, với cô, với mợ,
mách cả thằng nhỏ và bảo: "Con này nó đần độn ngu dại quá đi mất. Biết rõ đứa ăn cắp lại không bảo ngay mình, lại để nó chạy biến đi, lại chờ mình hỏi nó mới nói." Bà không tin, kêu: "Nào chắc gì nó biết." Cậu cãi: "Khốn nạn, nếu nó không biết thì tôi còn nói làm gì. Nó lại biết thì nó mới khờ dại chứ." Mợ bảo: "Thôi thế thì nhịn búp bê, đòi nữa thì gọi là chết đòn." Cô cũng thêm một câu: "Con bé thế không ngờ mà ngu thế." Cậu lại bảo: "Giá nó bảo ngay thì thằng ăn cắp gọi là như xương với tôi." Liên không nói gì cả, chỉ đứng im cúi đầu. Sau cùng bà ẵm Liên lên lòng và khẽ hỏi: "Thế sao con không kêu ngay lên cho cậu con biết?" Liên mãi mới ngẩng lên, hai mắt rơm rớm: "Thế ngộ người ấy hôm nay đã phải nhịn đói thì làm thế nào?" Đăng trên báo Loa ngày 22 tháng 3 năm 1934. Hết tập 1, còn tiếp.